Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc liên tục cập nhật thông tin phát trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình, trong thời gian qua thì Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã đưa vào khai thác trang thông tin điện tử với tên miền truyenhinhnghean.vn để phục vụ tốt nhất nhu cầu nghe xem của khán giả. Hiện nay đài đã nâng cấp giao diện dung lượng của trang thông tin điện tử để khán giả có thể truy cập trực tiếp các chương trình phát thanh truyền hình trên các thiết bị máy tính bảng, điện thoại một cách đơn giản nhất. Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An được khai trương và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2010. Đến nay, bình quân mỗi ngày có trên 20.000 lượt người truy cập. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghe xem trực tuyến, các chương trình phát thanh truyền hình hiện nay, hệ thống kỹ thuật của trang thông tin điện tử đã được nâng cấp. Đội ngũ kỹ thuật của Đài đã nghiên cứu là áp dụng công nghệ mới hơn, các cái phần mềm vào hệ thống web để được xem được tốt hơn đến các thiết bị di động. Hiện nay thì các thiết bị hầu như là toàn bộ gần 100% các thiết bị di động có thể xem được trên trang web truyenhinhnghean.vn. Việc sử dụng phần mềm mới với công nghệ hiện đại sẽ đơn giản hóa các khâu cài đặt, giúp cho người truy cập nhanh chóng tiếp cận với chương trình. Giờ đây, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet như điện thoại, máy tính bảng và truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tên miền truyenhinhnghean.vn, khán giả sẽ nghe và xem trực tiếp các chương trình của Đài. Đây là một thuận lợi rất lớn cho khán thính giả, nhất là những người thường xuyên phải di chuyển đi xa, và cũng minh chứng cho những nỗ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong việc mở rộng diện phủ sóng trong điều kiện bùng nổ thông tin và nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân đã vượt ra ngoài màn hình TV và radio. Ngoài cái thông tin trên TV thì cái lượng thông tin mà có thể có những nội dung mình không nắm bắt được thì thông qua kênh truyền hình mới của nâng cấp của Đài Truyền hình Nghệ An á, thì trên TV chúng tôi thấy rất thuận lợi cho cái số cán bộ mà cũng như công dân mà không có thời gian truy cập được liên tục. Đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của khán thính giả, những năm gần đây, ngoài việc đổi mới về nội dung thì hệ thống thiết bị kỹ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng không ngừng được đổi mới. Việc đưa thông tin lên mạng Internet, phát trực tuyến các chương trình của Đài sẽ góp phần đa dạng thông tin, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu cập nhật thông tin của khán thính giả.